chẳng như bạn copy em tại vì lột message chẳng message với đẹp như thế mạch message với lột buồn message như tiền mới đó mùi ai ở buồn chẳng bây giờ chẳng mơ message to tiết nhưng chạy to tiết này đó overall bởi vì đẹp như thế đó lột bởi tự cỡ nhé nên cái gì chẳng mê thả bởi tự cỡ nhé overlap ở đây vì cho nó lớn là cao như tiền mới chẳng đó tập kịch to tiết mất kịch to tiết đi đẹp như tiền này chẳng vô mình bằng hà overlap này đó dùm ai cũng bị lột đẹp lại là tiền là bắt ra vào đây tao hình chẳng đọc xài cả nghiên nâng đọc xài overlap là những click viên mơ mà này chẳng khơi nhé chẳng còn là click mất nhưng còn là cơ máy mà chẳng khơi nhé bộ tờ so nên chọn mezzanine tờ lẹ chọn như mà vò nên chọn khó overlap kia kia nhé đôi kia chẳng tờ so chẳng overlap cục tờ so thằng ốc để xa ấy cơ bố hiếng bì à chọn basement chọn ground floor cơ bố hiếng bì ground floor tờ mezzanine chẳng là bây giờ copy tới cơ bố chọn ná và nó chọn nâng đại lắm chẳng là bây giờ copy hay tờ dễ về dần chúng là biệt sở đấy, ok, chắc như thời thời so năng sở đấy vào, thứ năm ở đây đấy, thứ năm lần đại, lấy chơi dùng sở lại biệt sân mất là bây chương sở đấy, chắc nhầm sở đấy là so không bỏ vào, mình nhầm sở lại anh ấy nhầm đào ý tầng, thứ năm tròn khổ, chắc nhầm sở lại chơi mình, nhầm sở lại làm một lời chơi, thế buổi nhầm cái là so hay năng bỏ này nhưng mà trong cái thứ năm đấy bây giờ lại hai việc đau từng pi chẳng như là ai sẽ mà đau từng pi thì ta so sẽ lấy tam ta so wall sẽ lấy tam wall chẳng như thử filter sẵn để dùng filter bao năm bảy dựng độ là môi cho sẵn ok để dựng select filter hoặc excel các bạn các loại các bạn này dựng thứ ba này có phần trăm được như thế ta hỏi nhóm sẽ lấy một nhóm dây so một nhóm độ wall sẵn đó về nâng wall nhóm thực bản độ chạy nhỉ ok nạp bây nào như filter chọn element dựng select min ta so ấy chẳng như mà mơ là lớp property dưỡng sân ta ta so dưỡng một bài mà ta so dưỡng base nơi ground floor thở cái nè base ta so dưỡng nơi ground floor cái nhé niệm bê thọc lộ bé nơi chọn mezzanine ta gửi còn ta biết lẽ cho khổ biết gì nè khi mình lâu chân cho chọn kê đấy chẳng mà mình lột overlap với kết bạc mà nó error chẳng nằm bê đồ nó dưỡng thẳng cho lại dưỡng mức bê offset mình đấy tha ta so dưỡng cú vị chọn ground floor ta chọn mezzanine main còn ta dưỡng từ lẽ vị ground floor ta đọc bê tặc thiệt thế nhé chẳng biết là mình lôi lại cho cậu bấy tật chẳng nào thì trong sửa viết ở trong bài từng quy lục cùng đồng kia để đạn đi xôn xôn mà apply mà về nâng tờ xôn nào thì lên ấy vậy nhé xua đấy thì mình lên lại cho mà cậu ấy cục tờ xôn nó lên error ấy đó lấy tờ xôn 2 à xôn 2 nhóm mình không xin đi là nó nằm bây giờ lệch bàn nó nhóm giờ lệch wall mà đó thì nhé wall cái sẽ bấy tật này wall này cũng bị ground floor tờ đo mezzanine thở nữa và này nguyên tiền mở này để constraint constraint bị chọn này tới hay đó mình sẽ nên bắt tay bắt lại bắt tắt cho đấy ground floor chúng ta xôn xôn mất nhầm một lại mất ok chúng vô nhóm lên ấy thì nhé lên lại cho khổ này đó chẳng ok chẳng ok nhưng mà mơ mà à lấy ground floor à lấy nhầm cục tới chọn tìm môi hay này ở mình sẽ nên click mình sẽ nên mất thì nhé hôm nay là phải bị chọn lắm nhóm khác khác mất những comment những phần đài đài này chẳng nên chọn ấy mà thằng ơi slab của máu wall của máu đâm được máu này à lấy nhâm nhâm thời đi viện á cho nhâm khai slab cho tiện hai hai mất nhé cho nên không còn còn máu đấy nhưng mà là ổn phải dừng một đại liền cho nhâm mơ dần nhâm thời cai cho anh mezzanine đấy ground floor nhâm tục ở đây thế hai á nhâm click mezzanine nó về đi cho nhâm mơ được khen mà nhâm thời lúc sẽ lại nè anh ấy nơi mezzanine đấy mấy giờ nên những khơi thả đi những mới hay một cách đôi kia để đấy chẳng nhông thời lục nè vậy thì thời lục nè nhông thời lục thầm nè lục thầm nè nhông cắt opening ngoài này cháu hay tham thầm tích tụ đi tiền một cách bị tật anh ấy bị tật anh ấy bị tật cái lá bị tật là ồ chẳng console chẳng như min console cho anh mà đó chẳng như thực cái nào thì mình tại cái dương quạt sẽ được mà sao qua xin mà trên mà à lấy nhung vô vô mà thầm kê mà nó nằm bên nhung xuống khơi ở đây biết vì mạnh mà tật ok anh em mà này nhiều bị hạ nó nhung vô mà này nó vì mạnh mà tật chẳng biết nơi tha vào vài từng vị tức cứ vì mạnh mà tật tam từ x tam từ y cái vì mạnh mà tật đấy kia đấy chẳng một cách nằm nhóm nhung thử miền một cách vì tật là bài tật là chỉ mỗi nằm vì tật thì sao chẳng ở đây xa năm nhóm nhóm miền năm chờ trong nhóm mặt trăng một cặp năm mề chẳng nằm bay số thứ cải đi năm nó như thật đăng tha nó như ai show một cặp năm được không revit ban tiền
ở trong bạch tự cua automatic hay ở trong bạch tự cua này thôi sẵn đây mà nó muốn đồng mùi chẳng nằm bay bằng hai một cách nấm nào nên cho mình sẽ nhìn mắt nào thì dụ biệt thà annotate còn mà tiết nào nên rồi biệt thà tag all này ok nằm bay click tag all này thì nằm miền biệt miền vay đã đi trong bài dân tag và sau nào nên tag đó bên nước group đó là ở cái nào cái tích nằm bài hai là notation là dường ok chẳng nhầm trong bài hai những cái structural framing nhầm trong bài hai thứ nấm nhầm click thứ nấm á structural framing mà chúng ta vì miền bọc bọc cái meta bên nào kia đã một cách mình show nó không bọc boundary bọc bọc ok bọn này đã vô standard ở miền bọc chung với gì chẳng nhầm vô standard nó nhỏ lại ok chẳng nhầm khơi ha nhầm miền một cách nấm ở hai lần lần nó nít cho năm mai nó bị nhầm vô nào nghĩa cái này là cái đi mà cái nát nó bên này nó show này thôi sẵn vì nó lột muối bí bảy tám chục một đợt nghĩa và này là cái cu mà cho vài chiếc bị lột tầm mùi nữa nên việc tạo tôn dùng nguyên cái chân show chúng mình được lòng chẳng nhầm thời lúc anh đi chào nhầm tay ở mức comment vô ấy lần đi chẳng nhầm lúc anh đi chào ý nhá chẳng chẳng công lúc ấy không ai bạc cùng lòng tiền chẳng nhầm ở vậy là nhầm thời cắt nè nhầm thời cắt vào vài điện thế nè cắt vào vài nè chẳng cắt nhầm trim chào thằng mọi bạc bên trên này ok nhầm trim tập phần đằng máu tao mà tiếp nhầm cắt nằm chẳng nhầm từ vô nhầm cho từ nấm rồi nhầm vô một cặn đá nhầm thử một cặn bị tắc mới thiệt đấy ok mà tao mà tiết nhầm một cặn mà bị tắc lá bị tắc lá ok bị rồi ha bị rồi ha mà ok mà để nó nhầm thử vô bị rồi ha bị rồi ha mà ok chúng nhầm cú chào dần chẳng từ nít đi rồi á bây giờ ta nhầm cú chào dần mất mạch toàn khoa đấy ở tập tròn cài mất ok tập một tiết từ nè từ nì cú chỉnh dần mất chẳng những khơi tha anh đi nhầm thở ca chầm ngay nhầm thở ca chầm ngay anh đi trên bây giờ nè mà trên tiền đi mà anh bị chập mà này bạn Reach the journey. Ok. Sẵn đầu tiên. Chẳng vô bím. Chắc là mình thật là. Trong một tiết, cụ tranh viên ý mà. Ok. Cụ tranh viên ý mà. Vô bên này. Chẳng bây giờ lạch mới nhầm bàn này ấy, để sao nhầm tự chập cả. Chẳng nhầm bàn đang ra chênh về đi mò mà. Thiết. Nhầm vô đếm bề ẩm. Tạm mặt thiết nhầm cùng lắm. Cuối tiết nào nên làm bây bàn ạ. Số nào nên mình chỉ sang một tiết nào nên cô đem đặt là ERP. ERP mới nhầm cùng. ERP chào mà. Chẳng miền này thay nhầm ERP nhầm bị mày mặt tập nữa là cũng lòng. Chẳng nhầm thời miền chẳng ngại bị ảm hoàn ý, bị mày mặt tập. Ok. Chẳng nhầm ERP mới thiệt mất reference plan đấy. Chẳng về đi máu. Vì bạn ấy. Thế này bị mày mặt tập này. Nhá. Sẽ làm bị tập. Ok. Chẳng nhầm mà reference plan này cũng nằm vô mất mình xuống. Chẳng nhầm bầy ấm, comment nhầm một cách trang thái nhầm cú chạp vô mà ok nhầm cú chạp mà này chuyện mà này ok về nó nhầm lục reference plan chào hai chẳng nhầm trim chào nhưng mà trong ba là này hề dạ, hãy đừng bật tiền chẳng nhầm bầy lục bản đi ok, lục bản đi nhầm ai trả split các bạn nhầm bởi các bạn này xin nhầm sạc bởi này mà nhầm miền này chẳng bắt này chẳng nhầm split viên mà nè nhầm split chào mà split thân nằm chào mà ok chẳng split 2 à split 2 dân chập tì nữa ok
cho nên nhầm delete chào thì nhé hai bạn này anh ấy nhầm delete chào nhầm delete chào á nhầm chập tiền đi chôm nòng á chập tiền trăng á thì nhé chẳng hai bạn này anh ấy dùng miền ở thì mở từ khác dần anh ấy miền anh ấy miền anh ấy miền thảo bảo kế này cái anh ấy miền anh ấy ở bị tật cho nên thở lồi trên mà tất thở vào hết ok trong dùng mơ tất bao nhiêu thở ở bạn bà này nữa anh ấy cho reference lên chắc nhầm delete chào cho nên không nói nhầm cho notation nhầm vô show một cạnh đầu tiên đó cho nó framing apply anh ấy để sao nhầm đã bị bọc chẳng bị lột bọc mà bị tắc lạc còn bị tắc lạc anh ấy bị tắc lạc bị tắc lạc đây từ chọc này chọc tin mà bị trình chọc này nó chọc tin mà chứng lắm chứng là cái thêm một đó pita là bảy tắc là chẳng pita chẳng nhom pita giờ nên chạy máu hay đâu cả ok pita chẳng hai bạn đấy chẳng nào niêm miên hai chẳng thứ năm là không bao giờ nữa cái hai bạn đấy đặt bả thế tao mà tiếp nhom hai em á nhom hai ha drawing trên mắt nhom khơi nhom slap nhom viên là bằng người chạy nhom chạy đi bây nào nên trong này đi slap tầm bay tầm rơi cho mùi nâng à lo thầm mấy nhập nhập chập bạch lục cùng dòng tiền là bán click via hai vô bị edit boundary mà này bây nâng viên là load up pick line thì dừng cua à chứ những pick line mà đồng tiền mất tầm bay cái tầm rơi boundary dừng được pick line rồi đấy pick line đồng tiền mất nhưng trim mà nào đã tới cả chào đó ok trim lúc mà này chào mùi anh ấy bị chọc nền chắc cái này dừng cho thích tới bị ở load out trim bị chào đó ok chúng ta sao này anh ấy lục chào anh ấy cả tao này lục chào nữa cùng ai chọn mà bị lột lấy lột bàn tì ở dưới này lịch ta sẽ ok mà chẳng việc ok rồi chỉnh vô chỉnh nô đã mà nè về nó nhom bàn slap nè thấy nhé chẳng slap nhom để chọn bây giờ đến hai vào đây đi rủ đấy ok hai bàn nè chẳng vô đấy nè ai toàn này chẳng chất đoàn màu ấy chẳng nhầm hai cho ô bình ngày hỏi nghiêm miễn phí cho màn bật vào đây chẳng nói chọn ấy ở mê dần lên và hỏi chẳng đi mua nhà chẳng nhầm mơ dần mê dần lên bên ô bình ngọt nhầm bình dần cho ô bình mơ dần chẳng nhầm mơ ngọt tạch dần cho mê dần lên ground floor mê dần lên mê dế ở bên ô bình thì đặt hai chấm biết là chọn này cho nên vẫn là lột chọn là nè chân bị chọn này mà à chân chọn bây giờ đến opening bài giờ trụ tích này mà này cái gì đối này ta chân như chọn opening mà nhưng khi nào opening cái nữ nè nó cái bài là so này nè chân dùng mà opening cái mà bị tắt cần chuẩn bị mặt mặt bài ok chân grid C grid C mặt bài cần bị tắt cho mà so mà bây giờ mình grid C vậy nè để sao dương ở toàn này grid dương đặt tam grid chẳng để sao AutoCAD cái grid cái prime nhảy nhảy đấy ta chẳng grid mỗi nhảy nữa chẳng lời cho anh grid nhảy ta một mét bấy lần lớn bị tập cho opening ấy cho opening dương click ở slab máu chẳng cho opening lần này nè nè còn một tiết cho opening cho edit boundary đại ok tao mà cái này nào này vô bị giờ này mà này chẳng nhà này cụ tranh bị này mà man ta chẳng nhầm sẽ mà anh ấy man man bay ok tao mà thích click anh ấy mua mà anh ấy bị tắt đấy chẳng anh ấy opening để dừng thử chọn rồi hai dân khơi tha vì sao còn lẽ nhìn tịt chẳng như ai cho và hai nó và kia thì mọi em mọi bạn thì bốn mà sẽ là chẳng làm bấy nó dân vô phía là nó làm bấy dân cài bọn đời dân chứ ok chẳng phía là mình cho bọn này chẳng tìm chào là nó đây dân bắt thật cả ok chẳng nhầm miên niệm opening nhầm lần này nhá nhầm cho yes. Would you like wall that go up
to this floor to attach while at the bottom. Nhóm vô nổ. Ok. Nhóm đỏ chánh mắt. Nhóm khởi bảo hào. Chả năng opening. Chẳng như xa mơ gì đi mà. Nhóm vô anh em mơ. Sif. Mùi mơ. Nàng anh em bảo ngay. Chả năng bây mơ thì một cái thức lúc hết nhỉ. Cái thức lúc nào bọn đình xe lẹp ấy. Chả năng biếp cho opening nè. Nàng anh em khởi nhé nhỉ. Cảm rạc xe lẹp dưỡng bán cho. Anh em cứ dưỡng mơ thức lúc hết nhỉ. À chọn khổ. Ok. Anh em dù biếp mình chạy ở phố bảo là thêm mà. Nhưng mơ mà nè, bên nào mới khi bắt thân đồng này, thấy nhé. Cho opening 2 vào đây, để nó thì cho opening này. Ok, dương xong rạp hơn anh chắc. Đây mình xong nụ ấy, nhưng hãy xuống rồi.